Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Tinh Nhật Ký phần 2 chiều hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và trước khi đi vào phần phân tích thời sự chiều ngày hôm nay vẫn cho phép phong được cảm ơn những cơ sở thương mại và những người bạn hữu những người em đã hỗ trợ cho cuốn phim càng giàu đầu tiên hết là việc việc sky tv của lộc với cái tiệm là mua gì đây ta thứ hai là trung tâm về tôn giáo của anh ngô tuấn kiệt là thiên long sơn thứ ba là công ty sản xuất ghế massage của người việt làm chủ tại thành phố dallas của anh thành tức là công ty Lurenco ghế massage dành cho quý vị thứ tư là công ty west solution của anh david dương thứ năm là bonsaro của anh bắc đó là một cái chung cư sang trọng mới vừa được xây xong trên đường bonsa và sẽ cho mướn và sắp tới thứ sáu là um, heritage dental care của nhà sĩ Sentra Hằng Võ cảm ơn Hằng và vũ rất là nhiều lúc nào cũng hỗ trợ cho anh Phong thứ bảy là trung tâm y tế Michael Đào tức là Đào Medical Group đã hỗ trợ cho cuốn phim cho chúng tôi mượn một số những cái y phục của y tá và bác sĩ vân vân cũng như sự xuất hiện của bác sĩ Michael Đào trong cuốn phim và thứ tám là KDHL TV tức là à, của cái đài truyền hình của Hải Lê và của Kiều Diễm. Cảm ơn rất là nhiều đã hỗ trợ cho phong trong cuốn phim này. Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần phân tích thời sự ngày hôm nay. Quý vị, ngày hôm nay chúng ta có một bản tin vui. Bài bản tin vui này à, và là tin vui nhưng đồng thời chúng ta cũng sẽ thấy được những việc đang xảy ra ở tại cái à, cơ chế bại liệt liên hiệp quốc Quý vị, tôi đi bản tin trước rồi sau đó chúng ta mới đi vào cái việc thảo luận sau. Và tôi cho phép tôi, tại vì cái tin vui này có thể nói rằng là Trung Quốc đã bắt đầu e ngại. Nhưng đồng thời cũng cho thấy Trung Quốc đã khống chế một phần nào các cái quốc gia ở trong Liên Hiệp Quốc. Quý vị, trong cái bản tin ngày hôm nay của hãng thông tấn AP cho biết là các thành viên của toàn bộ Liên Hiệp Quốc đã chọn ra được những thành viên mới trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. À, gồm 5 quốc gia sẽ gia nhập vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc và 5 quốc gia này gồm có Ecuador, Nhật Bản, Ma Mozambique và Thụy Sĩ. À đúng rồi Thụy Sĩ quý vị. Quý vị, năm quốc gia này đã được chọn vào làm thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Tuy nhiên, họ không phải là thành viên thường trực mà là thành viên uh, luân phiên. Và như vậy thì uh, lần này Nhật Bản đã chính thức có mặt đại diện cho khu vực á trọng làm thành viên ở trong Hội đồng Bảo an Liên Quốc và ngồi được trong 15 ghế này là cái sự vận động do các quốc gia ở trong Đại hội đồng Liên quốc bỏ phiếu và trong đó thì cái vấn đề mà Nga xâm lăng Ukraine đã dẫn tới một cái sự bế tắc bất lực của cái cơ chế này khi mà các cái nghị quyết lên án Nga đều không thông qua được cái Hội đồng Bảo an Liên Quốc đặc biệt là lá phiếu của Nga trong thành viên thực trực. Ok, trước khi mà À, đọc tiếp bản tin tôi có thể giải thích cho quý vị hội đồng bảo an liên quốc thì nó có 15 thành viên và mỗi nhiệm kỳ là 2 năm mỗi thành viên nhiệm kỳ của họ là 2 năm sẽ được bầu trở lại riêng có 5 thành viên là không cần bầu họ là thành viên thường trực tức là permanent members họ không có cần phải tham gia bầu cử để mà chọn họ có được hay không năm thành viên này là trung quốc nga anh pháp và hoa kỳ thì quý vị năm thành viên này là không dính vô, 10 thành viên còn lại sẽ luân phiên được hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, à, xin lỗi quý vị là được cái đại hội đồng Liên Hiệp Quốc gồm 193 thành viên bỏ phiếu để mà chọn ra à, những thành viên vào trong cái hội đồng bảo an này. Và năm nay năm thành viên là Ecuador đại diện cho khu vực của Trung Mỹ và Nam Mỹ, Nhật Bản là đại diện cho khu vực Á Châu, Malta và Switzerland tức là Thụy Sĩ đó quý vị là đại diện cho khu vực Âu châu mà và Mozambique là đại diện cho khu vực ở phi châu. Năm quốc gia thì trong đó Nhật Bản đã là quốc gia lần đầu tiên trở lại cái uh, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sau mấy chục năm, hơn 70 năm 80 năm. Ở lúc mà Liên Hiệp Quốc còn chưa có là bây giờ là lần đầu tiên Nhật Bản đã có mặt ở trong đây. Và quý vị, bây giờ chúng ta sẽ coi vào số phiếu để chúng ta sẽ thấy được Trung Quốc đã ảnh hưởng như thế nào. Quý vị, ở trong đây thì khi mà 193 thành viên bỏ phiếu thì cao nhất chính là Mozambique 192 phiếu. Tức là bỏ Mozambique ra 193 phiếu thì 192 phiếu là bỏ phiếu cho Mozambique rồi quý vị. Cái quốc gia thứ hai, được số phiếu cao thứ hai là Ecuador. Thì Ecuador được 190 phiếu. Thứ ba là Thụy Sĩ, tức là Switzerland là 187 phiếu. Hai quốc gia còn lại có số phiếu tương đồng với nhau là Nhật Bản và Mata là 184 phiếu. Nhật Bản được xem là suốt 70 năm nay không xen vào tất cả những cái chuyện trên thế giới về quân sự. Và họ chủ yếu tập trung phát triển kinh tế và là quốc gia donor lớn nhất sau Hoa Kỳ. Nhưng họ chỉ được có 184 phiếu thôi. Tại sao họ không được số phiếu cao nhất vậy, quý vị? so với lại Mozambique 192 phiếu. Cái này quý vị, để nói về điều này thì để cho quý vị thấy rõ ràng là gì, Trung Quốc đã thao túng và một số quốc gia đã bỏ phiếu theo Trung Quốc để mà phản đối Nhật Bản không cho Nhật Bản vào trong cái uh, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tại vì quý vị, để phân tích điều này, tôi cho quý vị thấy trong năm quốc gia nha, Ecuador nhật bản Malta, mozambique và thụy sĩ năm quốc gia này thì hai quốc gia mà đóng góp nhiều nhất trên thế giới là thụy sĩ và nhật bản thụy sĩ thì quý vị biết họ giữ vai trò trung lập từ xưa tới nay rồi bây giờ chỉ có cái cuộc chiến của nga và ukraine thì một số quốc gia thân cận với nga bỏ phiếu chống lại thụy sĩ thì có thể hiểu được kể cả nga là các quốc gia cũng sẽ có thể bỏ, bỏ phiếu chống thụy sĩ nhưng quý vị nhật bản là quốc gia John tức là trong 70 năm nay Nhật Bản không còn xen vào những cái biến động trên thế giới nữa và họ chủ trương là phát triển kinh tế và hỗ trợ cho những quốc gia nghèo đói đang phát triển có thể nói rằng người Nhật tự hào về chuyện này người Nhật tự hào cái sự đóng góp của họ cho tất cả toàn trái đất này luôn bất kỳ một cái hang cùng ngõ hẻm ở bất cứ một quốc gia bé nhỏ nào nhất trên thế giới dù nó là cái hẻm nhỏ ở dưới ở phi châu hay là một cái khu vực gọi là tan xương nát thịt ở trung đông cho tới những cái quốc gia rất là nhỏ bé nằm tận ở cái khu vực cao nhất thế giới là dãy hi mã lạp sơn đó như là bhutan đó quý vị hay là nepal đó, là những cái quốc gia rất nhỏ nằm ở trong cái góc hẻm ở trên núi họ vẫn nhận cái sự tài trợ mỗi năm của Nhật Bản. Chứ đừng nói những quốc gia khác. Nhật Bản phải nói rằng sau Hoa Kỳ, Nhật Bản là cái nước đóng góp nhiều nhất cho cộng đồng thế giới. Không có ai qua được Nhật Bản cả. Trừ có Hoa Kỳ thôi. Nhưng tại sao lại có tới chín lá phiếu chống này quý vị? 184 phiếu tức là có chín phiếu chống chín phiếu chống này là ai vậy quý vị và à, tại sao phải chống trong khi đó nhật bản đâu có gây hại an ninh cho họ đâu nhật bản đâu có uy hiếp tới họ đâu thì bây giờ trừ nga và trung quốc ra đi thì còn 7 phiếu đó quý vị những phiếu này đều bị ảnh hưởng của nga và trung quốc và vậy vì nga và trung quốc không muốn nhật bản vào trong đây thì quý vị thấy rõ là cái cơ chế Liên quốc nó đã bị chi phối. Và những quốc gia bỏ phiếu chống Nhật, tôi không biết động cơ họ là cái gì và tôi cũng chưa coi coi ai là người chống Nhật vào trong đó. Nhưng sự xuất hiện của Nhật lần đầu tiên của Hội đồng Bảo an Liên quốc có thể sẽ là một cái, một cái một cái cuộc cách mạng mới. Và điều này nó đã khẳng định cái tư thế vai trò lớn hơn của Nhật Bản ở trên chính trường quốc tế nói chung và khu vực Á châu Thái Bình Dương nói riêng. Rõ ràng cho quý vị, đó là cái mà tôi phân tích cái đầu tiên hết cho quý vị thấy là sự thao túng ở Liên Hiệp Quốc như thế nào. Với một vị trí của một quốc gia không gây hấn trong 70 năm nay mà còn bị phiếu chống thì quý vị biết là những phiếu chống đó họ không phải họ chống Nhật Bản mà họ chỉ chiều theo ý của Nga và Trung Quốc. Rõ ràng rồi ok tại vì trong đó nhật với lại mata là hai cái quốc gia lọt vào trong là thấp nhất so với năm quốc gia đương nhiên họ nằm trên tất cả những quốc gia khác nhưng mà rõ ràng quý vị nhìn thấy rất là rõ ràng rồi cái đó là cái thứ nhất để chúng ta nhìn thấy được là cái uh, cuộc bỏ phiếu đã diễn ra ngày hôm nay và tại sao lại có cái tình trạng mà nước nhật lại có phiếu thấp như vậy so với những quốc gia kia rồi bây giờ bước qua là phần thứ hai sự gia nhập này nó sẽ như thế nào Nhật Bản là một trong những quốc gia được thế giới biết tới nhiều nhất. Và họ được xem là một trong những quốc gia đầu tiên của Á Châu đã cải cách cái quần máy quân chủ qua một cái thể chế dân chủ. Và họ trở thành một cái quốc gia đứng đầu Á Châu. Đứng đầu trên mọi lãnh vực luôn. Đúng không quý vị? Thì sự gia nhập của Nhật Bản có ý nghĩa gì? Và thứ hai, Bắc Kinh sẽ phản ứng như thế nào khi mà Nhật đã chính thức có mặt trong hội đồng bảo an. Và từ cái cơ sự xuất hiện này, có khi nào mà nó có sự cải tổ lớn trong hội đồng bảo an. Tôi thì tôi không nghĩ nó xảy ra dưới thời của Joe Biden. Nhưng mà sự xuất hiện này, 2 năm và 2 năm sau đó nếu Nhật còn tiếp tục duy trì được vai trò này mà qua một đời tổng thống khác thì hội đồng bảo an sẽ phải được cải tổ. Trong đó quý vị là cái họ sẽ định lại cái ít nhất trong cái giai đoạn của Joe Biden do cuộc chiến của Nga tại Ukraine thì có thể à, cải tổ một phần nào cái quy tắc thôi. Nhưng mà sau khi cải tổ quy tắc này, thì có thể sẽ có tình trạng là không còn là thành viên thường trực nữa. Thì cái vậy, tôi sẽ giải thích từng điểm một. Bây giờ thứ nhất là vai trò của Nhật Bản. Sự có mặt của Nhật Bản trong Hội đồng Bảo an Liên quốc đóng một vai trò rất lớn. Tiếng nói của Nhật đã được khẳng định. Đó là thứ nhất. Thứ hai, tiếng nói của Nhật dù trước khi bước chân vào Hội đồng Bảo an Liên quốc, họ vẫn là tiếng nói rất được tin tưởng của nhiều quốc gia trên thế giới. Do đó, sự có mặt của Nhật Bản trong đây nó sẽ quân bình lại tất cả những cái trò tôi gọi là những cái trò gọi là uh, nếu kéo giật dây. Ngày xưa Cộng sản Việt Nam đã từng có mặt ở trong Hội đồng Bảo an Liên quốc và cũng đã từng là chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên quốc. Nhưng quý vị, Cộng sản Việt Nam vào trong đó với tư thế là công cụ của Cộng sản Trung Quốc. Họ bỏ phiếu theo Trung Quốc Nước Nhật khác, nước Nhật họ có cái nhìn của họ. Họ độc lập hoàn toàn. Họ sẽ không có lệ thuộc vào Hoa Kỳ. Tại vì trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, họ sẽ duyệt xét quý vị thấy có một số những cái vấn đề họ vẫn bất đồng với Hoa Kỳ. Ví dụ như là quý vị thấy rõ ràng cái cuộc chiến Nga và ở Ukraine không? Thì Nhật vẫn cấm vận đối với Nga, nhưng Nhật vẫn tuyên bố không bỏ cái uh, ống dẫn khí đốt từ Nga qua nước Nhật mà Joe Biden đã áp lực thì quý vị thấy Nhật họ có cái tinh thần độc lập đó. Do đó sự xuất hiện của Nhật nó đã ghi thêm một cái bởi vì Nhật nỗ lực trong cái vai trò của họ có hiệu quả hơn so với những quốc gia khác tại Á Châu. Do đó Nhật là là khi có mặt của Nhật là nó sẽ ảnh hưởng rất lớn trong những cái quyết định sắp tới của Hội đồng Bảo an Liên Quốc. Đặc biệt là việc cải tổ quy tắc. Ok, bây giờ bước qua phần thứ hai Cải tổ quy tắc. Xưa nay, cái quy tắc của Hội đồng Bảo an Liên Quốc, 15 thành viên này họ bỏ phiếu. Thì đa số quá bán là thắng, tức là chỉ cần hơn một phiếu là thắng, nhưng với một điều kiện, năm thành viên thường trực không phủ quyết. Một trong năm thành viên mà phủ quyết thì không có cái gì thông qua được hết. Đây là cái quy tắc của Hội đồng Bảo an Liên Quốc. Quý vị thấy vừa rồi cái nghị quyết Liên Quốc diễn ra ở tại Liên Quốc không? 13 quốc gia đã bỏ phiếu lên án cuộc chiến của Nga và Ukraine. Nhưng mà hai thành viên trong đó là hai thành viên thường trực Nga và Trung Quốc phủ quyết. 13 trên 2 không thông qua được. Tại vì cái quy tắc của Liên Hợp Quốc là thành viên thường trực không thể phủ quyết, nếu họ phủ quyết thì coi như tất cả nghị quyết đó đều không thông qua. Thì quý vị, từ xưa tới nay Nga với Trung Quốc vẫn sử dụng cái lá phiếu này để chặn những cái nghị quyết và mới ngày hôm qua Nga và Trung Quốc đã lên tiếng biện hộ, họ, họ chặn cái việc mà lên án bắt hàng đã thử nghiệm vũ khí nguyên tử uh, Vũ khí hỏa tiễn đạn đạo Và chuẩn bị thử nghiệm vũ khí nguyên tử 13 quốc gia bỏ phiếu lên án Nga Trung Quốc chẳng Nó không thông qua được Thì quý vị thấy cái quy tắc này Nó đã tạo ra rất nhiều những bế tắc Rất nhiều những cái bế tắc Ở trong cái cơ chế của Đại hội Đại hội đồng Liên quốc nói chung Và cái hội đồng bảo an Liên quốc nói riêng Do đó cái quy tắc này cần phải được thay đổi. Tức là cũng phải tính theo cái mức quá bán ở trong cái uh, nghị quyết của Liên quốc. Tức là 15 thành viên bỏ phiếu xong thì bây giờ xét tới một cuộc bỏ phiếu thứ hai của năm thành viên thường trực. Nếu quá bán thì thắng. Hoặc là ít nhất 4 phiếu. Chỉ cần 4 phiếu trên 5 là được. Nếu mà mình nói là conservative đi 2 trên 3 thì nó quá thấp Nó sẽ gây ra sự tình trạng bất công Anh Pháp Mỹ lúc nào cũng đứng chung rồi Anh Pháp Mỹ lúc nào cũng đứng chung với nhau rồi Có nghĩa là Nga Trung Quốc không làm được gì hết Do đó để có thể có một cái giải pháp công bằng Là 4 trên 1 Tại vì có 5 người, có 5 thành viên thôi Thì 4 trên 1 Nếu đạt được, thuyết phục được một quốc gia Thì có thể được 4 trên 1 là được thông qua Thì sự cải tổ này có thể giúp cho Liên Hợp Quốc có thể thông qua được một số nghị quyết quan trọng và những quy nghị quyết này lại có tính chất chế tài. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ra nghị quyết thì không có biện pháp chế tài, nhưng hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc mà ra nghị quyết là có nghị là có cái uh, biện pháp chế tài. Ví dụ như trường hợp của Bắc Hàn, các quốc gia đã thông qua nhiều lần cấm vận đối với Bắc Hàn tức là cái sự chế tài, cấm vận đó là, là cái chế chế tài đó. Thì bây giờ cái việc mà quan trọng nhất là nó phải tạo kết quả cụ thể cho những nghị quyết này. Thì nước nước Nhật vào thì họ sẽ thảo luận trong 15 thành viên để họ cải tổ lại. Thì tôi nghĩ rằng với cái tiếng nói của Nhật Bản, những quốc gia thành viên còn lại, ngoại trừ năm quốc gia này, chín quốc gia còn lại trong cái hội đồng bảo an, họ sẽ được thuyết phục hơn. Và họ phải cải tổ lại để những cái nghị quyết có thể được thông qua và cũng có thể bị ngăn chặn nếu như trường hợp nó có một cái động cơ chính trị ở bên trong. Thì quý vị, đây là cái mà cải tổ cái quy tắc đó để giúp cho cái cơ chế này hoạt động có quyền hữu hiệu chứ không thôi quý vị nó bế tắc hoài. Đó là cái thứ nhất là sự xuất hiện của Nhật Bản sẽ tác động rất mạnh trong việc cải tổ cái quy tắc của Liên hiệp quốc. Ok quý vị, bây giờ bước qua cái phần kế tiếp. Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào? Trung Quốc sẽ phản ứng rất mạnh rất mạnh ở chỗ, giống như tôi nói, về quá khứ, cộng sản Trung Quốc rất kỳ Nhật Bản. Bằng chứng là 60 năm nay, họ luôn sử dụng cái mạng lưới tuyên truyền tẩy não để xây dựng cái tinh thần bài Nhật ở trong lòng người Trung Quốc rất là nhiều. Thì cái này chúng ta đã thấy. Thì cái sự đối kỵ của Trung Quốc mà tôi đã giải thích trong những cái livestream trước thì quý vị đã thấy rồi. Nhưng điều thứ hai, Trung Quốc e ngại vị thế của họ đây Tại vì khi Nhật là đại diện của Á Châu Mà quy thế của Nhật cao Cộng thêm Nếu Nhật tu chính cái bản hiến pháp Thêm một lần nữa Tôi coi như là officially đó Chính thức đó Thì Nhật có thể có khả năng Thay thế vị trí của Trung Quốc Trong vai trò thành viên thường trực Vai trò này quý vị Ngày xưa vốn nằm trong tay của Đài Loan Lúc mà Đài Loan còn nằm trên Liên Hiệp Quốc Thì trong hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc thì năm thành viên thường trực đó đại diện cho khu vực Á Châu là Đài Loan. Nhưng mà rồi quý vị, năm 1971 thì Liên Hợp Quốc nhận Trung Quốc vào à, trong Hội đồng Bảo an thì đá Đài Loan ra. Và cắt bỏ tất cả năm 1972, cắt bỏ tất cả vai trò của Đài Loan. Đẩy Đài Loan ra khỏi Liên Hợp Quốc luôn. Và Trung Quốc thế vào vị trí này. Khi khi Trung Quốc thế vào vị trí này, họ take over luôn cái vị trí của Đài Loan trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và suốt mấy chục năm nay không có thay đổi nhưng lần này sự xuất hiện của nhật có thể sẽ thay đổi tình trạng này tại vì nhật là một quốc gia được xem là có quy thế nhất và nếu như để cho đại hội đồng liên hợp quốc quyết định một lần nữa cải tổ và bỏ phiếu để mà quyết định ai sẽ là thành viên thường trực và thành viên thường trực này là vĩnh viễn mà thì quý vị có thể nó sẽ thay đổi khu quy tắc này nhưng mà giống như tôi nói đã dùng chữ permanent thường trực tức là không bị đuổi ra ngay cả nga kỳ rồi thực hiện cuộc xâm lăng ukraine một cách trắng trợn và vô lý thì quý vị thấy nga vẫn không bị đẩy ra khỏi thành viên thường trực nữa. nhưng lần này sự xuất hiện của nhật bản là một cái sự gọi là à gọi là một cái chiến lược để mà từ từ loại dần cái ảnh hưởng của nga tôi nghĩ rằng đây là thâm ý của joe biden joe biden dùng nhật để kềm chế Nga nhiều hơn. Chứ Joe Biden không phải dùng Nhật để kềm chế Trung Quốc. Nếu một đời tổng thống khác, họ nhắm vào Trung Quốc, thì họ sẽ dùng cái vai trò của Nhật kềm chế Trung Quốc. Thì quý vị, rõ ràng là lần này có một cái sự cải tổ sẽ xảy ra sau khi Nhật chính thức trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Và Bắc Kinh đối kỵ là bởi vì cái vị thế của họ có thể bị Nhật thay thế khi mà có áp lực từ dư luận. Do đó, Bắc Kinh bây giờ đầu tư rất nhiều vào Liên Hiệp Quốc. Họ không phải bỏ tiền vào những ngân quỹ của Liên Hiệp Quốc đâu, mà họ đầu tư vào những quốc gia có ảnh hưởng lá phiếu của họ ở trong Liên Hiệp Quốc để mà họ mua lá phiếu này. Và đây là cách Trung Quốc thao túng Liên Hiệp Quốc. Họ không bỏ tiền trực tiếp vào những ngân quỹ của Liên Hiệp Quốc giống như Hoa Kỳ, giống như Nhật, giống như Đức, giống như Anh, giống như Pháp họ bỏ đúng cái con số mà đòi hỏi thôi con số tiền mà gọi là được làm thành viên đó quý vị họ không đóng góp gì nhiều hơn họ dùng số tiền đó họ đi mua phiếu tức là họ bỏ tiền vô đầu tư vô việt nam hay buộc à, là phía cộng sản việt nam phải bỏ phiếu theo họ rồi lào Campuchia, rồi ở trung mỹ thì có uh, guatemala hay là có honduras hay là có uh, cái gì, uh, panama hay là có Argentina, những quốc gia này là bây giờ đi theo Trung Quốc mà. Rồi ở Phi châu, mấy chục quốc gia ở Phi châu, Trung Quốc đầu tư ở bên đó, mua khoáng mỏ, đầu tư xây dựng tùm lum hết thì những quốc gia đó bỏ phiếu cho Trung Quốc và bỏ phiếu theo Trung Quốc. Rồi Âu châu cũng có một số quốc gia được Trung Quốc đầu tư và nằm trong một vành đai một con đường cũng bỏ phiếu cho Trung Quốc luôn. Rồi ở Trung Á các quốc gia ở Trung Á, Tajikistan, Tajikistan, à, những quốc gia này các quý vị, họ về mặt kinh tế họ đứng với Trung Quốc, về mặt quốc phòng họ đứng với Nga, về mặt kinh tế họ đứng với Trung Quốc, thì họ vẫn sẽ bỏ phiếu cho Trung Quốc. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu, 27 nước Liên Hiệp Âu Châu, Hoa Kỳ, Anh, Canada, Úc, New Zealand, những quốc gia này và Brazil nữa, là ủng hộ cho Đài Loan có cái vai trò chính thức ở Liên Hợp Quốc, đặc biệt là cái tổ chức y tế thế giới. Nhưng mà kỳ rồi vẫn fail. Kỳ rồi cái phiên họp của Đại hội đồng y tế thế giới, Đài Loan vẫn không vào được. Là bởi vì Đại hội đồng 193 thành viên, nó bỏ phiếu. Thì quý vị, Trung Quốc, đó giống như tôi nói, làm sao họ bỏ phiếu cho Đài Loan được? Họ vướng nợ nần của Trung Quốc mà do đó quý vị cái cơ chế liên quốc nó bị bại liệt từ xưa tới nay và trung quốc đã đầu tư vào rất nhiều đầu tư đó là họ đi mua phiếu họ đầu tư vào argentina họ xây dựng hạ tầng cơ sở cho argentina thì trên liên quốc argentina sẽ bỏ phiếu theo trung quốc trung quốc chỉ cần nói ô tôi chống đài loan vào trong cái tổ chức y tế thế giới thì argentina phải bỏ phiếu theo trung quốc cộng sản việt nam hay gì đó. thì cuối cùng cộng phiếu lại trung quốc khống chế rất nhiều nhưng nếu mà nói về Trung Quốc đóng góp cho Liên Hợp Quốc thì không có. So với Hoa Kỳ, chưa bằng một phần mười của Hoa Kỳ nữa. Đây là cách Trung Quốc đi mua phiếu. Đi mua phiếu của các thành viên. Quý vị, cái điều này và chính những thành viên đó lại bỏ phiếu theo ý của Trung Quốc. Do đó họ chọn những nhân vật đứng ra đại diện cho Liên Hợp Quốc. Đều là những nhân vật có cảm tình hay là những nhân vật có thể tạo cái lợi cho Trung Quốc đó quý vị thấy ông Teros là giám đốc của à, tổ chức y tế thế giới rõ ràng cái trận đại dịch lỗi của ông ta và trách nhiệm của ông ta nhưng bây giờ ông ta vẫn tiếp tục đắc cử năm thêm nhiều nhiệm kỳ 5 năm nữa hay là bà Michelle Bachelet bà được bầu vào hội đồng nhân quyền liên hiệp quốc nhưng mà cái chuyến vừa rồi bà tới Tân Cương không phải là cuộc điều tra chỉ là một chuyến viếng thăm mà tới giờ này cũng có, chưa có bản báo cáo luôn <laughs> là bởi vì những nhân vật đó được chọn bởi những lá phiếu ở trong hội đồng bảo an và những lá phiếu này lại chọn những nhân vật mà ít uh, gọi là có uh, không có thành kiến với Trung Quốc hay là có cảm tình với Trung Quốc hay là có lợi cho Trung Quốc Trung Quốc muốn điều này cho nên họ thao túng toàn bộ tất cả các cái cơ quan khác của Liên hợp quốc là như vậy và nó trở nên bất lực hơn quý vị nhưng lần này không khí khác. Sự trỗi dậy của Nhật và cái áp lực của dư luận cộng thêm cái nhu cầu cần thiết về an ninh quốc phòng của nước Nhật là Nhật cần phải có một vai trò lớn hơn tại Á Châu. Không những tại Á Châu mà trên chính trường quốc tế nữa. Do đó quý vị, đây là một cái tôi nghĩ rằng là nó đang đi tới cái hướng này. Có nghĩa là từ từ, ít nhất là trong một hai thập niên Họ không tính cái kiểu mà một năm, một năm hay là hai năm đâu quý vị. Là một mười năm tới hai năm. Dần dần cái cái quy thế của Nhật Bản sẽ lấy lại ở trên Liên Hợp Quốc nhiều hơn nữa. Và chinh phục nhiều quốc gia hơn nữa. Để bắt đầu dần dần thay thế vị trí của Cộng sản Trung Quốc. Trong tất cả các cơ quan của Liên Hợp Quốc. Kể cả cái Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và thành viên thường trực luôn. Chứ vậy, điều này có thể xảy ra. Nhưng đương nhiên nó sẽ không xảy ra trong một vài năm. Mà cái lộ trình này họ tính là 10 năm, 20 năm. Để dần dần tách rời Trung Quốc ra. Cho tới khi Trung Quốc không còn ảnh hưởng nữa là họ dứt. Thì tôi nghĩ đây là cái chiến lược mà đã được đưa ra. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích của Phong về việc mà Nhật gia nhập vào Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ là một cái mối đe dọa với Cộng sản Trung Quốc. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho cái bài phân tích này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật buổi tối lúc à, chiều tối nay. Cảm ơn tất cả mọi người và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.